Mỹ Lan thân mến, kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Mỹ Lan Talk Show được thực hiện hàng tuần vào ngày thứ năm lúc 6 giờ chiều trên làn sóng của đài SET 57.4. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình này, Mỹ Lan rất là hân hạnh được tiếp đón chị Teresa Hương và chị Quỳnh Hoa, đại diện cho Hội Bác Ái Alazaro Charity, đến đây để cùng chia sẻ với chúng ta về những hoạt động của hội cũng như là những việc làm bác ái mà các chị thiện nguyện viên đã đem những cái đồng tiền thương thương của quý vị tại hải ngoại này về đến Việt Nam lo cho những mảnh đời khốn khổ tại đó. Vâng, Mỹ Lan thân mến, chào chị Teresa Hương và chị Quỳnh Hoa. Vâng, xin kính chào Mỹ Lan. Dạ, kính chào Mỹ Lan. Vâng, cho tôi quý vị, Hội Bác Ái Ai Lazaro, một cái tên rất là thân thương nhưng mà cũng là Mỹ Lan mới biết đây thôi. Hình như là có thể nói cho biết sơ qua về Hội Ai Lazaro như thế nào. Hình như mình mới thành lập mới có 2 năm thôi, phải không chị Quỳnh Hoa? Dạ vâng, đúng rồi thưa Mỹ Lan và kính thưa quý vị. Hôm nay thì thật sự ra là chúng con rất là vui mừng được ban giám đốc đài và chị Mỹ Lan đã nối kết để cho lên đây được gặp quý khán giả. Một mục đích mà chúng con cũng mượn là sóng đây là kính mời quý vị bớt chút thời gian để đến với bữa cơm mà chúng con gọi là hành trình yêu thương, bữa cơm mang tình yêu thương đến để mà chia sẻ cho tất cả những mảnh đời kém may mắn, được tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace, được Westminster lúc 5:30 chiều ngày mùng 2 tháng 4 này. Cũng còn khoảng hơn 2 tuần thôi, nhưng con và chị Teresa Hương cũng như Mỹ Lan đây là những anh chị em đồng hành với hội, nhất là Mỹ Lan và cháu cũng rất là quý mến tất cả những mảnh đời khốn khó trong các chương trình của hội. Cho nên hôm nay chúng con lên đây. Hôm nay là em phải bắt cóc. Vâng, thưa quý vị, nói đến chị Quỳnh Hoa thì thưa quý vị, trước đây là Mỹ Lan đã có cái dịp làm việc chung với chị rất là nhiều năm trong những cái chương trình thiện nguyện rất là nhiều. Và đặc biệt ngày hôm nay, chị Teresa Hương có thể cho biết rằng là cái hội Alazaro mình mới có 2 năm thành lập, mà em được biết em cũng đã được tham dự trong cái chương trình năm ngoái. Dạ, mình đã có chương trình gây quỹ rồi, phải không chị Teresa Hương? Dạ, thì năm nay mình lại có một cái thêm một chương trình nữa. Nhưng mà trước khi mình nói đến cái chương trình gây quỹ này đó, thì chị có thể cho khán thính giả của đài Mỹ Lan được biết rằng là trong 2 năm qua mình đã làm được những gì rồi và cái mục đích của hội là như thế nào ạ? Kính chào, thứ nhất là xin thương mến kính chào Mỹ Lan. Thứ hai là chúng con xin đại diện cho Hội Bác Ái Ai Lazaro xin kính chào quý vị khán giả của đài SET 57.4. Lần đầu tiên chúng con được ban giám đốc đài và Mỹ Lan được cho phép Hội Bác Ái Ai Lazaro lên giới thiệu hoạt động của hội cũng như được ra mắt quý vị khán giả của đài SET 57.4. Xin gửi lời thân thương kính chào tất cả quý vị khán giả. Tiếp theo thì Hương xin trả lời câu hỏi của Mỹ Lan. Thì mặc dù Hội Bác Ái Ai Lazaro giống như Mỹ Lan đã nói là mới thành lập trong vòng 2 năm, tức là chúng con thành lập vào đầu tháng 3 năm 2015 và hoạt động đã được 2 năm, đến năm nay là đang bắt đầu chúng con bước vào năm thứ 3. Thì trong 2 năm hoạt động, chúng con được giấy phép hoạt động của hội, giấy phép hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ cho vấn đề non-profit. Hội chúng con được cấp giấy phép khấu trừ thuế cho tất cả quý vị ân nhân khi gửi đến Hội Bác Ái làm những công việc từ thiện. Cái thứ hai thì trong 2 năm vừa qua, cũng như Mỹ Lan nói, thì chúng con đã làm được rất nhiều là công việc mà đã từ tất cả những cái đồng tiền yêu thương và quý báu của quý vị khán giả đã gửi cho chúng con. Và chúng con đã hứa với một tấm lòng là ra đi chỉ vì vô vị lợi và không hoàn toàn thiện nguyện. Chúng con không lấy bất cứ một chi phí nào từ hội, ngay cả những cái vấn đề máy bay, ăn uống và tất cả chi tiêu chúng con đều bỏ tiền túi ra. Và tất cả đồng tiền của quý vị, ngay từ 10 đồng hay 1 đồng, chúng con đều đem về tận nơi. Thì vấn đề công việc của chúng con làm hiện giờ là chúng con đang chương trình của hội đầu tiên, nó cái mục đích của chúng con thành lập đó là giáo dục và y tế. Nhưng qua cái vấn đề mà hoạt động thì chúng con thấy song song với việc giáo dục và y tế, chúng con đã làm rất nhiều trường hợp khẩn cấp. Chẳng hạn như vừa rồi là chúng ta có những cái chương trình giúp gạo do bão lụt và những cái chuyện mà ô nhiễm môi trường, thì chúng con đã xây được những cái giếng nước và những cái hệ thống lọc nước cho tất cả các khu vực. Rồi chúng con đã có những cái chương trình giáo dục cho tất cả trẻ em nghèo do từ phía từ Campuchia, tức là Việt Nam, những người Việt Nam mình sống tha hương tại Campuchia trên biển Hồ, cũng như một số gia đình, hơn 3.000 gia đình
hiện nay đang kéo về Tây Ninh vùng biên giới, lập ra những cái làng Việt Kiều sống rất là nghèo khổ chung quanh cái hồ Dầu Tiếng. Mà chúng con vừa rồi chúng con đi công tác thì chúng con đã đến thăm tận nơi, đã giúp gạo cho họ, giúp cho tất cả chương trình y tế như là thuốc men, xây dựng lều, rồi phát gạo cho họ. Rồi bây giờ hiện giờ chúng con đang hợp tác với là một linh mục tại giáo xứ Suối Dây, tỉnh Tây Ninh, là ngài lo về vấn đề là vừa phân phối thuốc men, gạo cho những người nghèo và hợp tác với ngài trong vấn đề giáo dục, tức là ngài có một cái lớp học ngài mới thành lập thì tất cả các em nghèo có thể tới đó và ngài đào tạo trong vòng mấy năm, thí dụ như các em tiếp tục học lên thì ngài tiếp tục đào tạo lên. Vâng, kính thưa quý vị, thật sự ra mà nói nghe chị Hương và chị Quỳnh Hoa trình bày thì thật sự ra là không biết quý vị nghĩ sao, chứ riêng bản thân Mỹ Lan cũng rất là mang ơn, biết ơn các chị. Thưa quý vị, nếu mà không có những các anh chị thiện nguyện viên bỏ thì giờ, là bỏ cái công sức ra, bỏ tiền bạc luôn để mà ví dụ mấy chị làm việc trong hội một bộ hội từ thiện như thế này, những cái đồng tiền quý vị đóng góp chúng ta không đi về Việt Nam được, nhưng mà qua bàn tay của các chị thì các chị đã đem an ủi đến cho những cái mảnh đời đó, từ cái giáo dục, từ cái y tế, thực sự nó rất là quan trọng. Thường thường á, em nghe chắc cha thường bảo rằng là không thể nào mà chúng ta cứ cho con cá ăn hoài, chúng ta phải cho các em cần câu, tại vì các em phải có cái cần câu, các em phải có một cái tương lai, phải có một cái nghề nghiệp vững chắc thì các em mới có được một tự lo cho các em. Chứ bây giờ các anh chị phải cho những người già nè, không có đi kiếm ra được tiền, hay là những người tàn tật, khuyết tật, còn các em trẻ mồ côi mới lo đến để giáo dục cho các em, cho các em cần câu, cho em có một cái tương lai, trong một sự giáo dục tốt để các em có thể lo lắng. Thật ra thưa quý vị, qua hội bác ái Lazaro, Mỹ Lan biết là ở ngoài đời hiện giờ cũng rất là nhiều hội từ thiện, dĩ nhiên tất cả mọi người đều cùng chung một cái mục đích, nhưng mà Mỹ Lan biết các chị rất là lâu, và qua cái sự thiện nguyện và cái sự tận tâm nhiệt tình đó, và được biết là mấy chị đi về Việt Nam bỏ công sức ra như vậy thì rất là mang ơn các chị. Thành ra là quý vị nào mà cảm thấy là thường thường mỗi năm các chị đều tổ chức những chương trình gây quỹ chưa đủ thì cần thêm rất là nhiều các thiện nguyện viên, hay là cần thêm những cái tấm lòng, quý vị hãy gửi chi phiếu về để qua những cái công việc của hội, để quý vị theo dõi và quý vị tin tưởng thì quý vị gửi chi phiếu về để phụ giúp, để chúng ta các cha thường nói rằng là cho xin được nhiều mình cho nhiều, mà xin ít thì mình cho ít. Phát ngôn chuyện mà nói lớn người nghèo là bất tận vô tận. Thật ra nếu mà quý vị nào mà có một cái tấm lòng mà thương xót những cái mảnh đời đó, giúp cho các em vấn đề mà giáo dục, y tế, xã hội, cơm áo vân vân, thì quý vị hãy liên lạc về với hội bác ái I Lazaro với số điện thoại là 714-383-7388 hoặc là 714-206-9328 đang hiện trên màn hình nha quý vị. Bây giờ trở lại với hội bác ái Lazaro. Như vậy thì em được biết là như là mấy chị, các chị vừa mới đi Việt Nam về, mới đi công tác về phải không ạ? Có thể nói sơ qua cái công việc mà chị vừa làm được không? Vâng, cảm ơn Mỹ Lan và có điều gì vui? Thật sự ra thì rất rất là vui và hạnh phúc, nhưng mà nó cũng có mang lại cho trong lòng mình và tất cả các anh chị những cái gọi là những cái nỗi buồn. Mà cái nỗi buồn đây thì thật sự ra thứ nhất đầu tiên là mình cảm nhận được là ngay bước chân về Mỹ thôi, là nằm lên cái giường đêm hôm đó là rất là nước mắt rớt ra, tại vì thấy tại sao mình được về, trở về nhà mình nằm trên cái giường, còn người ta sống ở trên một cái xuồng mà không có đủ cái tre, cái lá và nước, mà thấy tội nghiệp nhất là những cụ già chắp tay lại là để xin tre xin lá, và tội nhất là có một gia đình đã khi mà đi lãnh gạo của đoàn đến phát thì họ bị cái phi nó bị rỉ sét lâu năm không có tiền mua, nó bể ra rồi cái nhà chìm xuống luôn, rồi về đến nhà thì nhà bị chìm, may mà mượn hàng xóm với hàng xóm giúp cho mượn cái phi rồi nổi lên, thì chính mắt là đoàn đã đến sáng sớm hôm sau để thăm những gia đình nào mà đang trên có thể giúp đỡ cái thưa quý vị, nếu mà nói đến cái đó em cảm nhận được cái điều đó. Và kính thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại thì mời quý vị vẫn giữ màn hình, chúng ta cùng nghe chị Quỳnh Hoa và chị Teresa Hương chia sẻ những cái nỗi thống khổ của đồng bào của chúng ta ở trong nước. Xin quý vị chờ một vài thông tin thương mại nha.
vẫn giữ màn hình của đài SET với chương trình Mỹ Lan Talk Show được thực hiện hàng tuần vào ngày thứ năm lúc 6 giờ chiều. Và chúng tôi cùng đang chia sẻ với chị Teresa Hương và chị Quỳnh Hoa của Hội Bác Ái I Lazaro Charity trong những cái công việc mà các anh chị đang làm tại Việt Nam. Thưa chị, trở lại lúc này chị có thể kể lại tiếp tục về những cái công việc mà hội đang làm cũng như là những cái dự án mà hội đang muốn tiếp tục để có thể giúp đỡ những cái gì nó cần thiết hiện tại để có thể giúp đỡ cho những cái công trình ở tại Việt Nam thì chị. Vâng, thưa chị Mỹ Lan và thưa quý vị, như vừa qua thì chúng con đang chia sẻ là trong chuyến công tác gần nhất mới về tới đây, trong Hương thì về tối qua, con thì về đồng tuần, thì cái mà làm đánh động tâm hồn của tất cả anh chị em chúng con là những người dân sống trên vùng hồ, người Việt Nam của chúng ta thưa quý vị, thì ở trên những cái xuồng rất là tội nghiệp và họ đang chấp tay lại tất cả quý ân nhân xin cho được sửa cái ghe, cái xuồng. Thì trước mắt chúng con đi thăm những gia đình đó thì bây giờ là 200-300 cái gia đình mình phải trên các biển hồ đó cần xin những cái ghe để sửa. Đó là những cái bị mất lá, mất tre, mất không có những cái thùng phi. Và một trong những hình ảnh tội nghiệp nhất là những cụ già hôm qua có một gia đình đến lãnh gạo và đã bị chìm cái ghe là vì cái phi nó bị bẻ. Thành ra chính mắt chúng con đã muốn thưa với quý vị tất cả những hình ảnh mà tội nghiệp đáng thương trong cái công tác vừa qua. Các em bé bây giờ đang đến trường nhưng chúng con không biết là có đủ kinh phí tiếp tục cho các em năm tới không. Thì cái chương trình giáo dục này do Hội Bác Ái Lazaro cộng tác với Đức Giám Mục Olivier người Pháp, ngài nâng đỡ người Việt Nam chúng ta và hội chúng con đang cộng tác với ngài trong chương trình giáo dục 120 đồng cho một năm cho một em để kính mong quý vị thương cho các em người Việt Nam bơ vơ của chúng ta hết đời này đến đời mẹ cha đời mẹ không được đi học và đây là được cơ hội rất rất là may mắn được đến trường mà bây giờ mong chờ quý ân nhân có thể thương xót mỗi một em là 120 cho một năm thì các em sẽ vẫn được tiếp tục đến trường để tiếp tục và lên lớp 4 trong năm tới và kính mong quý vị qua tất cả những thước hình và những cái hình ảnh mà chúng con đã đi công tác vừa về tới và những công việc thì chúng con tha thiết mời gọi quý vị đến với bữa cơm hành trình yêu thương của chúng con tổ chức ngày 2 tới tháng 4 tức là chiều chủ nhật 5:30 thì có Mỹ Lan, có con, có chị Hương, có tất cả các anh chị cũng trong vậy hội. Thì chị Thái Đa Sa Hương có thể giới thiệu rõ hơn về cái chương trình này nhé. Các quý vị Mỹ Lan đang cầm trên tay cái tờ flyer mời chị có thể nói rõ hơn về chương trình này ạ. Thân mến chào Mỹ Lan lần nữa, xin kính chào quý vị khán giả của đài 57.4 SAT. Thì lần đầu tiên Hội Bác Ái Lazaro được ra mắt đài cũng như đây là lần thứ hai Hội Bác Ái Lazaro Charity tổ chức tiệc bữa cơm tình thương hành trình yêu thương này tại thành phố Westminster. Thì ngày sắp đến đây là ngày 2 tháng 4 chủ nhật ngày lúc 5:30 chiều tại nhà hàng Seafood Palace. Thì cái vấn đề chúng con tổ chức cái này là để thứ nhất là giới thiệu tất cả hoạt động của Hội Bác Ái Lazaro. Điều thứ hai là chúng con sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị những chương trình mà chúng con cần thiết đang kêu gọi trong bữa tiệc ngày hôm đó. Thì chúng con có chương trình là giáo dục y tế. Thì chương trình giáo dục chúng con đang nuôi tất cả các trẻ em Việt Nam tại Biển Hồ cũng như tại làng Tà Dơ hoặc là một số tỉnh thành từ Bắc vào Nam với chương trình giáo dục là 120 đồng cho một em. Rồi sau đó chúng con có những chương trình như sửa chữa ghe, xây nhà tình thương. Thì sửa chữa ghe chúng con xin là cho tất cả gia đình sống tại miền tại sông nước, biển hồ và tại làng Tài Dơ. Cũng như là chúng con xin sửa nhà, xây nhà yêu thương cho tất cả các đồng bào nghèo tại những vùng khổ sở như là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau. Và chúng con xây dựng các giếng nước ở các tỉnh thành trên ba miền Bắc, Trung, Nam. Hiện giờ chúng con sẽ có những hệ thống nước chúng con đang xin cho Hà Tĩnh là nơi đã bị nhiễm ô nhiễm do vấn đề biển xa, Thì sắp tới đây chúng con sẽ có cơ hội để giới thiệu cho tất cả quý vị đến tham dự bữa cơm hành trình yêu thương của chúng con tại nhà hàng Seafood Palace. Chúng con rất là mong muốn quý vị dưới sự điều khiển của MC Linh Mục Đồng Minh Quan cũng như ca sĩ Mỹ Lan đây thì quý vị sẽ thấy được tất cả những hoạt động mà cần thiết của chúng con đang cần và kêu gọi tất cả quý vị. Hiện giờ thì chúng con không có nhiều thời gian để mà giải thích cho quý vị tất cả những hoạt động của chúng con. Nhưng chúng con hứa với cái chương trình mà quý vị đến tham dự cái hành trình yêu thương thì có lẽ quý vị sẽ tìm hiểu được nhiều hơn về những hoạt động của hội. Và qua đó quý vị có thể gọi trực tiếp với chúng con tại số 714-383-7388
để tìm hiểu thêm trước khi quý vị đến tham dự với chúng con. Vâng. Thì bữa tiệc thì chúng con chỉ có lấy cái giá vé ủng hộ là có 30 đồng. Vâng, cho tôi quý vị một lần nữa, quý vị nào qua cái sự trình bày của chị Teresa Hương và chị Quỳnh Hoa, những cái hoạt động của hội mà mấy anh chị vừa đi công tác về, thì mời quý vị hãy đến với buổi cơm tình yêu thương, hành trình yêu thương sẽ được tổ chức vào lúc 5:30 chiều ngày Chủ nhật nha quý vị. Yeah. 2 tây tháng 4, sắp tới đây, Chủ nhật 2 tây tháng 4 tại nhà hàng Seafood Palace trên đường Westminster và góc đường Golden West. Yeah. Mọi chi tiết quý vị cứ gọi đến cho hội là 714-383-7388, 383-7388 hoặc là 206-9328. Và đây là một cái chương trình, ngoài cái chương trình là các anh chị trong Alazaro trình bày cho quý vị những cái dự án, những cái đề án quý vị đã làm, mà anh chị đang làm và sắp tới sẽ làm, cần cái sự giúp đỡ của quý vị, thì sẽ có một cái chương trình văn nghệ do MC Linh Mục Đồng Minh Quang điều khiển, cũng như là có sự hiện diện của ca sĩ Vũ Anh. Rồi Mỹ Lan cũng rất là hân hạnh được có mặt ở trong cái chương trình Hành Trình Yêu Thương này, và ca sĩ Thúy An và ảo thuật gia Minh Trần cùng với một số ca sĩ địa phương. Giá vé chỉ có 30 Mỹ Kim, có ẩm thực luôn không thưa chị? Dạ, có, bao gồm luôn ẩm thực. Thật sự đây là một cái bữa cơm, gọi bữa cơm tình thương, hành trình yêu thương với nhau để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Thật ra thân mời quý vị nào mà ngày Chủ nhật 24 tháng 4 mời đến ăn cơm tối, rồi cùng đồng hành với các anh chị trong hội Alazaro, nghe anh chị trình bày cũng như là chúng ta cùng đóng góp theo khả năng của mình. Chúng ta có bao nhiêu đóng góp bao nhiêu, chúng ta nhiều người cộng lại thì cũng giúp được rất là nhiều người. Mà trong khi Mỹ Lan thấy là một cái chương trình giáo dục cho một em, một năm chỉ có 120 Mỹ Kim. Và thật sự ra nha, ở đây mình nuôi một đứa nhỏ đi học một năm là tốn biết bao nhiêu tiền. Mà trong tại Việt Nam chúng ta chỉ tốn có 120 đồng là có thể lo cho một em được đi học, để cho các em có một cái tương lai vững chắc, các em lớn lên được có sự giáo dục tốt. Thật ra quý vị nào mà mỗi một ngày chúng ta tiết kiệm một cái ly cà phê, một cái tô phở thôi, là chúng ta có thể đóng góp được cho một em. Đây là một cái chương trình, mời quý vị hãy tới để tìm hiểu rõ thêm về Hội Bác Ái Alazaro. Một lần nữa, ngày Chủ nhật 2 tây tháng 4 tại nhà hàng Seafood Palace trên đường Westminster và góc đường Golden West. Giá vé chỉ có 30 Mỹ Kim với một cái chương trình văn nghệ Vũ Anh, Mỹ Lan, Thúy An và ảo thuật gia Minh Trần và một số ca sĩ địa phương. Và đặc biệt với sự điều khiển rất là vui nhộn, dễ thương của cha MC Linh Mục Đồng Minh Quang. Một lần nữa mời quý vị liên lạc với ban tổ chức Hội Ai Lazaro, số điện thoại là 714-383-7388 hoặc là 714-206-9328 để lấy vé ngay, đặt bàn ngay, để chúng ta có cơ hội, chúng ta có thể giúp đỡ và chúng ta làm chuyện từ thiện bác ái. Bây giờ trước khi mà mình chia tay, chúng ta không có còn thời giờ nhiều. Vâng. Thì anh chị có thể nói một lần nữa sơ qua về bây giờ cái chương trình kế tiếp là mình sẽ nhắm mạnh vào những cái đề án nào để mà anh chị đang cần. Kính thưa quý vị, thật sự ra qua câu hỏi của Mỹ Lan thì thật sự chúng con có rất là nhiều cái các chương trình cũng cần. Nhưng mà cái cần thiết nhất bây giờ là cái nguồn nước dơ. Mà cái dơ đó thì thật sự ra đó, nhìn thấy tất cả các anh chị đi công tác nhìn thấy rồi, cái dòng nước đó, nhất là chỗ mà các sơ đang nuôi các em mồ côi, nó dơ giấy quá, nó bị nhiễm mặn, nó bị nhiễm các chất độc bây giờ, và các em bé vẫn phải uống thì rất là tội nghiệp cho các em mồ côi, các cụ già và những vùng như vậy cứ xin một cái giếng nước. Những cái nhà mà phải không có cứ phải đi chèo ghe xa, thì đặc biệt nhất là năm nay chúng con xin quý vị giúp cho chương trình hệ thống nước tại các vùng bây giờ đang nhiễm mặn á, cần phải có nước. Thì cái mỗi một cái giếng bây giờ chỉ có 200, thì cái giếng này không có motor. Nhưng mà cái giếng nào có motor mà sâu quá đó thì phải xin là 100 nữa là 300 một cái giếng thôi. Vâng, một cái giếng cho đến 2-3 gia đình dùng chung. Đó, thì họ rất là ao ước, những người nghèo. Và còn nữa là cái chương trình giải phẫu mắt cho các cụ, thì bây giờ đơn xin chương trình giải phẫu mắt cho các cụ ở các vùng xa xôi rất là nhiều, với 100 đô la sống trong tăm tối mù lòa rất là lâu, có khi 5-10 năm rồi vẫn cứ mờ mờ ảo ảo đi, và giờ này được quý vị ân nhân mà cho được một cái mắt sáng trở lên với cái kinh phí có 100 thì rất là hạnh phúc cho các cụ. Mà chính hội chúng con đây vừa về là đang mổ, vừa qua là đoàn mổ tại Hà Tĩnh. Và bây giờ thì đơn xin rất là nhiều của các nơi, thì chúng con tha thiết
kính xin quý vị, nếu quý vị nào thương tình và cho các cụ già được một cái đôi mắt sáng, một cái cặp mắt sáng trở lại, một cái mắt sáng trở lại thì hạnh phúc vô cùng với 100 đô la vâng. của chúng vâng, ta. Vâng, thưa quý vị, rất là nhiều chương trình. Thật ra Mỹ Lan xin được nhắc lại là một cái đôi mắt cho chúng ta vâng. có thể quý vị ở nhà mà không vâng. đến dự cái buổi tiệc này được, quý vị cũng gửi chi phiếu vâng. liên lạc ngay với số điện thoại đang hiện trên màn hình là 714-383-7388 hoặc là 206-9328 để chúng ta gửi chi phiếu về một cái, vâng. một con mắt sáng chỉ có 100 Mỹ Kim vâng. lo cho một em học chỉ có 120 Mỹ Kim, xây một cái giếng nước chỉ có 200 Mỹ Kim. Thật ra quý vị ơi, chúng ta ở đây chúng ta rất là nhiều đầy đủ, hãy nghĩ tới, hãy thương tình đến những mảnh đời đó qua số điện thoại hiện trên màn hình, chúng ta cùng đóng góp. Thôi bây giờ chúng ta hết giờ rồi dạ. Xin cảm ơn chị Teresa Hương, chị Quỳnh Hoa để đến đây cùng chia sẻ với đồng hương của chúng ta về những mảnh đời khốn khổ đó và những cái công việc làm đầy bác ái của hội bác ái Azalo. Xin chúc cho hội được nhiều người thương mến và càng ngày càng giúp được nhiều mảnh đời hơn. Chúng ta gửi lời chào khán giả nhé. Vâng, cảm ơn Mỹ Lan. Và con là Teresa Hương, đại diện cho hội bác ái Azalo, xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian để mà theo dõi chương trình của chúng con. Và chúng con mong rằng chúng con sẽ được đón tiếp quý vị trong ngày 2 Tây tháng 4 này, chiều Chủ nhật, với bữa cơm hành trình yêu thương. Một lần nữa xin ơn trên ban ơn phước lành cho tất cả quý vị. Xin kính chào quý vị ạ.